Ok, hôm nay mình mới vừa đi xem phim Saw 10 về. Thì đây là một cái bộ phim khá là hấp dẫn. Một bộ phim mà trước đây mình cũng coi được một vài tập thôi. Đây là phần 10 rồi. Thì mình không có theo dõi hết nguyên một cái series của nó. Nhưng mà những cái tập mà mình coi đó, thì cái cảm giác của mình xem thì mình cảm thấy đây là một cái bộ phim hay, nhưng mà nó mang nhiều thông điệp hay, nhưng mà nó hơi ghê rợn tí xíu. Nó kiểu như là nó hơi kiểu như gớm á, bởi vì những cái trò chơi, những cái hình phạt dành cho những nạn nhân ở trong phim là những cái hình phạt nó hơi máu me và nó hơi man rợ và nó hơi kiểu như là giống như là tra tấn. Mình xem mình giống như mình bị tra tấn tinh thần luôn. Thì cái bộ phim này kỳ này đó, theo mình biết đó là nó nằm khoảng ở giữa, khoảng như Saw 2 hay Saw 6 gì đó, khoảng tầm đó. Thì khi mà các bạn xem phim này, các bạn cũng biết được là cái nhân vật chủ mưu là một cái ông già, ông này tên là John Kramer. Thì cái ông này ổng là người tạo ra tất cả những cái trò chơi đó. Thì trong phim này họ nói rõ hơn cái động cơ của ổng, là mình biết, thật ra mình biết những cái tập trước là động cơ của ổng là gì rồi, đúng không? Những cái nhân vật, những cái nạn nhân ở trong phim là bị tra tấn, bị bắt về để mà chơi những trò chơi 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 đó, thì là những người đó họ thường là những người mà có cái background, có những cái quá khứ hay là những cái việc làm xấu ở trong cái thời gian trước đó. Cho nên ổng tình cờ ổng nghe được, hoặc là ổng tình cờ ổng quen biết, ổng giao tiếp hay là gì đó, thì ổng thấy những cái người đó không có biết quý đời sống, mạng sống của họ, cho nên ổng bắt họ về và cho họ chơi những cái trò chơi đó để mà họ biết quý cái mạng sống của họ hơn. Thì trong cái phim này á, thì tập trung nhân vật chính á, kể nhiều về ông John Kramer hơn. Thì giống như những cái bộ phim mà chúng ta thường thấy là luôn luôn là mình đi theo dõi một cái nhân vật chính để mà mình khám phá, mình tìm hiểu cái hành trình của nhân vật đó, thì trong phim này cũng giống như vậy. Cái tập này đó thì ông John Kramer ổng rất là yếu rồi, ổng đang ở trong giai đoạn cuối của cái thời kỳ bị bệnh ung thư. Cho nên ổng có một cái mục tiêu, ổng có một cái khao khát là ổng kiếm được cái người chữa được căn bệnh của ổng. Và tình cờ ổng có được số điện thoại của một cái trung tâm, một cái vị bác sĩ này cũng có tiếng, nhưng mà con gái của ổng sẽ là cái người đại diện để mà thực hiện những cái liệu, những cái cuộc hóa trị, của cuộc điều trị cho ổng. Nhưng mà cái cô con gái này đang có một cái cuộc thử nghiệm để mà điều trị, cho nên cái nơi mà họ tổ chức, nơi mà họ làm cái cuộc 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 phẫu thuật đó đó, thì nó là một cái nơi rất là kín đáo và một nơi nó giống như underground vậy đó. Thì ông này ổng vì ổng khát khao, ổng muốn điều trị căn bệnh của ổng, cho nên ổng mới đi theo cái hướng dẫn của cái group này, của cô này. Thì khi mà ổng đến nơi thì có những chuyện nó xảy ra và mình có thể đoán được cái nội dung của đó. Không biết các bạn có thể đoán được không, nhưng mà khi mình xem gần nửa cái phim thì mình biết được là cái câu chuyện nó sẽ là như thế nào. Và có thể các bạn sẽ không đoán được, nhưng mà điều đó cũng không quan trọng, bởi vì giữa cái bộ phim, từ sau giữa, trước giữa bộ phim đến cuối cùng bộ phim, nó có nhiều cái những cái twist để cho chúng ta có thêm cái sự hấp dẫn để mình xem phim. Giống như mình á, thì là mình đoán được nhưng mà mình vẫn thích coi, mình vẫn đi tiếp để mình xem cái cách họ giải quyết như thế nào. Và sau đó nó trong đó nó cũng có những cái twist nhỏ 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 mà mình không có biết trước được. Thì cái trải nghiệm mình xem phim á, thì mình thấy phim này là một phim hay, và kỳ này nó cũng có những cái sự ghê gớm, ghê rợn khi mà những cái trò tra tấn của ông đó, ông dành cho những cái người nạn, những nạn nhân đó. Thật ra là gọi là nạn nhân, nhưng mà trong phim này á, họ phân biệt rất là rõ, có nghĩa là họ họ cho chúng ta thấy được hai mặt, mặt trước và mặt sau của những cái nạn nhân mà tham gia trò chơi đó, để chúng ta thấy được rằng những người này là họ xứng đáng bị những cái hình phạt như vậy, những người xứng đáng để mà bị bắt vào làm chuột thí nghiệm, làm cái như là một cái thí nghiệm trò chơi của cái ông John Kramer này. Chúng ta cảm thương, chúng ta đồng cảm với lại cái người đứng ở vị trí bày ra trò chơi là ông John Kramer với lại đồng sự của ổng. Thì cái phim này mặc dù chúng ta thấy được là cái sự hình phạt đang diễn ra dành cho những người này, nhưng mà chúng ta nếu chúng ta tiếp tục theo dõi, chúng ta sẽ thấy được có những cái twist, có những cái chuyển biến để làm cho phần sau câu chuyện nó lôi cuốn hơn, chứ nó không phải là chỉ đơn giản là ổng thâu tóm một nhóm người, sau đó ổng xử từng người, nó không phải chỉ đơn giản là như vậy. Cho nên nếu như mà nói về kinh dị, chúng ta cũng có kinh dị. Các bạn nào mà sợ kinh dị, các bạn có thể nhắm mắt lại những cái giai đoạn, những cái khúc, những cái moment mà
nó gây cứng, giống như mình đã móc ốc hay là nó cắt chân cắt tay gì đó, thì mình có thể nhắm mắt, mình nghe cái âm thanh, mình có thể cảm nhận được cái sự ghê gớm, mà cũng có thể hiểu được câu chuyện. Và khi qua khỏi những cái moment đó thì mình tiếp tục theo dõi câu chuyện, thì nó vẫn có thể là một cái trải nghiệm tốt cho các bạn xem phim. Còn các bạn nào mà can đảm hơn thì các bạn có thể mở mắt to ra và các bạn coi. Nhưng mà đối với mình á, thì ngoài những cái moment mà cắt tay cắt chân mổ ốc hay là gì đó, thì sau khi những cái đó nó qua rồi đó, thì chúng ta thì mình nhìn lại những cái body hay là những cái bộ phận cơ thể mình đã bị cắt ra đó, thì mình có cảm giác là nó hơi giả tí xíu, nhìn giống như là mình có thể nói là đó là cái hình nộm, hay là đó là một cái gì đó bằng nhựa hay là gì đó nó nằm nó cắt ra giống như cơ thể con người thôi. Thì nhìn đối với mình nó nhìn nó không có chân thật lắm, nhưng mà mình nghĩ đó cũng có thể là một cái chủ đích của cái người làm phim, của đạo diễn hay là của nhà sản xuất hay là gì đó, để cho làm bộ phim nó giảm đi cái tính mà ghê tởm. Thí dụ như là máu đi, máu thì ở đây trong phim này mình thấy nó đen xì, nó giống như là sô-cô-la nhiều hơn là máu. Thì mình nghĩ có lẽ đây là một cách để họ giảm đi cái sự ghê gớm, ghê rợn của cái loại phim kinh dị như thế này, để chúng ta tập trung vào câu chuyện, tập trung vào cái giá mà những kẻ xấu họ phải trả khi mà họ làm những cái điều sai. Thì mình nghĩ đây cũng là một cái cách hay. Sau phim, sau cuối cùng phim thì giờ nó có những một vài cái cú twist nhỏ, và nó cũng có những để lại những cái cảm xúc, chứ nó không phải chỉ là những cái trò chơi ghê tởm. Và đương nhiên đối với cái bộ phim này thì xuyên suốt từ những cái bộ phim trước và bộ phim này luôn, thì nó để lại thông điệp rất là hay cho bạn. Phim này tuy là nó kinh dị, nó ghê gớm, nó máu me nhấp nhú nhầy nhụa, nhưng mà cái thông điệp của nó luôn luôn là hay. Và mình khi mình coi xong thì hầu như ai cũng có thể nhận được cái thông điệp này. Chúng ta thấy được là chúng ta quý mạng sống hơn. Có những lúc chúng ta coi thường mạng sống của mình, nhưng mà đến lúc mà chúng ta phải đánh đổi đó, thì chúng ta thà mất một phần cơ thể còn hơn là chúng ta bị mất cả cơ thể luôn. Nhưng mà hầu như trong cái phim này mình thấy rất rất là ít người có thể chịu đánh đổi đó, hoặc là họ đánh đổi quá chậm, họ quyết định quá chậm, cho nên cuối cùng là họ cũng mất luôn cả mạng sống. Thì cái phim này mình coi xong thì mình cảm thấy không có uổng phí thời gian các bạn, không có uổng phí thời gian. Và mình dự tính sẽ đi xem phim Creator nữa, đó là cái phim mình dự tính xem trong trong tuần này. Mình có cái membership của A-list member của AMC, cho nên một tuần mình có thể xem được 3 phim với chi phí là khoảng 24 đồng 25 đô la một tháng. Thì đây là một cái good deal đó với mình, đó những người thích xem phim như mình, bởi vì mình xem rất là nhiều phim. Mình xem Netflix, mình xem ở trên Amazon, mình xem trước đây mình có Disney Plus, nhưng mà bây giờ cũng không có xem Disney Plus, tại bây giờ phim Disney thì nó càng ngày nó càng có những cái nó không có được hấp dẫn giống như hồi xưa nữa, nó bị mất chất các bạn. Cho nên bây giờ mình xem Disney mà không xem Disney Plus nữa, mình vẫn giữ Netflix. Netflix bây giờ cái nội dung càng ngày càng khá hơn, nhất là đối với những phim nước ngoài, phim Hàn, hay là những cái phim gần đây chúng ta thấy có nhiều cái phim hay như là One Piece. AMC đương nhiên là mình sẽ giữ cái member đó, tại vì mình xem rất là nhiều phim, hầu như phim mới nào mà ra rạp thì AMC đều có, và hệ thống rạp của họ khá là tốt. Kỳ này thì trải nghiệm của mình đi xem phim là mình được nằm cái ghế mà nó ngã ra nhiều hơn là những cái rạp khác. Có nghĩa là AMC nó cũng cầm rạp, nhưng mà riêng cái chỗ này thì nó có thiết kế những cái phòng xem, phòng chiếu phim á, thì nó dạng như là nó gần như là bằng, chứ nó không phải là lên cao giống như những cái rạp chiếu phim bình thường. Cho nên cái ghế của nó ngã ngửa ra nhiều hơn, để mà những cái hàng phía trước và những hàng phía sau họ đều có thể nhìn lên trên cái màn hình chiếu phim. Thì đây cũng là một trải nghiệm thú vị. Nếu mà các bạn nào ở trong khu vực Nam Cali, các bạn có thể đến Fullerton AMC, thì cái rạp mình xem ở đó. Ở ngoài thì nhìn nó rất là bình thường, nhưng nó cũng khá là nhỏ, AMC là nhỏ thôi, nhưng mà cái rạp chiếu phim này mình chưa biết là ở rạp AMC nào khác có cái dạng ghế này, mình không biết. Mình cũng xem nhiều AMC của cái khu vực ở Nam Cali, Orange County ở đây, và trên LA mình cũng có xem trên đó rồi, nhưng mà mình cũng chưa thấy có cái rạp nào giống như vậy. Cũng là một cái trải nghiệm tốt. Ok, cái review của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng là các bạn nếu mà xem xong thì các bạn thấy thích, thì các bạn có thể ra rạp xem phim Saw 10. Mình không biết là tuần vừa rồi nó ra hay là tuần này ra, nhưng mà hình như là nó cũng còn sẽ chiếu mấy tuần nữa. Và tuần này mình sẽ đi xem phim Creator, thứ hai ngày mai hoặc ngày mốt, thứ hai thứ ba mình sẽ xem phim Creator. Nếu bạn nào thích xem phim Creator thì các bạn
cũng có thể ra rạp xem và có gì cho mình biết nội dung của phim, không phải nội dung của phim mà là biết cảm nhận nghĩ của bạn trong tuần tới, trong những ngày tới. Các bạn có thể leave a comment ở dưới đây và cho mình biết cái cảm giác của bạn, cảm nghĩ của bạn khi bạn xem Saw 10 hoặc là các bạn xem phim Creator như thế nào nhé. Khi mình xem phim Creator xong chắc là mình cũng sẽ làm một cái review giống như vậy. Ok, review của mình tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn. Bye bye.